Bà mẹ như một con trâu quá. Em cái chữa, em cái tơ, một em đực. Bò về trà cú. Hello, Trại Bò Hành Tính xin chào anh em nha. Em có lên một cái lô bò mới cho anh em xem nha. Hiện tại thì em chuẩn bị đi về giao về Đồng Tháp. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua bò với An Giang nữa, thì anh em có nhu cầu mua thì alo với em nha. Tầm khoảng 1 tiếng nữa là xe đi đó anh em. Rồi, còn lại con bò mới về nè. Con này con đít muối anh em ơi. Cấn bì quá trời cái đít luôn nè. Con này chiều cao 1m1 anh em. Độ tuổi là khoảng 6 tháng, gần 6 tháng rưỡi anh em. Lưng nè, lưng dai là khỏi bàn luôn. Bò nó ăn khủng khiếp luôn. Anh em coi cái gối bò nè. Đó, cái gối thẳng băng nè. Hồi sáng giờ khách lu bu quá trời luôn, em không có đăng lên cho anh em xem được. Thì nói chung là coi nhiều nhưng mà không lựa được bao nhiêu. Cứ kiếm mà em không biết kiếm sao nữa. Nói chung là đẹp đẽ, rồi có người thì kiếm bự. Nói chung là thì khách hàng là thượng đế mà, trăm người bán vạn người mua mà biết đường đâu nói hết anh em. Đó. Con này đầu tiên em bán cho anh em với giá là 23 triệu hết anh em. 23 triệu. Rồi. Này, mấy con mà F1 đó thì bán vừa bán xong. Còn lại con này với giá là 18 triệu rưỡi. 1m13. Dạ. Rồi, tiếp theo. Con này với chiều cao là 1m13 luôn, với giá là 18 triệu rưỡi luôn anh em. Sẵn chiến thì anh em nào có bắt á thì đi luôn hết anh em. Đó. Rồi, hai em này thì chốt rồi. Rồi, còn lại con này thì có chiều cao là 1m13 luôn, nhưng con bò này nó có là con bò lỡ anh em. Con bò này nó khoảng 8 tháng tuổi rồi. Con bò này em trả hồi từ hồi chỉ thị 16 tới giờ nè. Rồi đó nó đẹp lắm, đầu bự lắm nè anh em. Bò này đầu bự dữ thần lắm, lưng nè. Nhưng mà chủ nhà cho thức ăn dở lắm anh em ơi, yếu thức ăn lắm. Cái lưng giữa là lằn giữa anh em thấy có lằn chưa? Đó. Còn cái lưng là lưng đôi hết anh em, kem vàng F2 nha. Xương sóc nè. Mấy con này xương sóc cũng đẹp lắm anh em. Có giá là 23 triệu luôn anh em. Trời ơi, bò này 13 triệu chết rồi. Đó. 23 triệu luôn hết anh em. Rồi. Con này á là con kem đầu trụi. Có giá là 22 triệu rưỡi anh em. 22 triệu rưỡi nè, cái lưng nè. Nói chung bò của em là ăn uống là anh em khỏi bàn, còn bệnh hoạn thì em sẽ bao cho anh em 5 ngày. 5 ngày đầu tiên là không bệnh hoạn gì chứ. Nói chung quan trọng như là gì anh em biết không, quan trọng là cái chữ tín. Mình bán mình phải làm sao cho anh em người ta tin tưởng mình. Nói chung là tại sao em mắc ở đây, cái giá em hơi cứng hơn người ta, nhưng con bò em đảm bảo chất lượng cho anh em, bao cho anh em luôn chứ đừng nói. Còn bò anh em mua bò cái chữa của em là bao từ cái ngày mà bắt tới ngày đẻ luôn, chứ không có bao 1 tháng 2 tháng. Đây, con này là con kem F2 ha. Con bò này độ nghe anh em, con bò này có chiều cao là 1m1, có độ tuổi là 6 tháng mấy. Con mẹ nó đẳng cấp luôn anh em, bò mẹ đẳng cấp luôn. Đó, cái lưng nè, lưng nó nhưng dồi vậy đó, xương nữa nè, xương thẳng băng à. Lưng đẹp chưa? Anh em coi tiếp. Bò này khủng khiếp luôn anh em. Chỉ có một con bò, một mình con bò này còn bú thôi anh em. Con bò này em bán với giá là 23 triệu 500 anh em. Ở đây em bán cái giá là anh em khỏi cần trả nữa nha anh em. Giá này là giá chốt, không cần trả nữa, sẵn chiến thì mình đi. Hoặc là anh em nào thích thì mình sẽ đến xem được là mình bắt thôi. Anh em có nhu cầu thì cứ alo với em ha. Bò đẹp ghê không? Nói chung là bò độ á. Con bò này em nói bò độ là anh em biết rồi. Rồi, một cặp như thế này rất là mềm luôn. Con này nè, con này nè, cái lưng nè, cái lưng nè anh em coi nè. Con bò này nói chung là con bò này là nó chiều cao là 1m08, có độ tuổi là 6 tháng. Nhưng cái con bò này nhà nó tội nghiệp lắm anh em. Cái cô chủ nhà này nè là cổ bị liệt nửa người anh em. Rồi cái nhà thì nghèo lắm, cho nên là kêu con bò này kêu với em á là bán em 17 triệu.
Nhưng mà nói cho nghe là hồi này em trả 16 triệu đó. Rồi em không mua được, cho nên là em thay bao tội nghiệp em cho bà 200 ngàn, xong bà kia em bán bò này đó, là cũng như bò này á, là tiền xe nữa, là tiền cò nữa, là nó ra 16 triệu 500. Em bán cho anh em giá là con này với con này một cặp á, em bán cho anh em với cái giá là một cặp này là 36 triệu anh em, 36 triệu. Con này là con kem muối tiêu ha. Em nói anh em là con bò này ăn uống là anh em khỏi bàn luôn, lưng dai khỏi chê được cái gì hết. Còn con bò này là con bò 3B F2, cái độ tuổi 6 tháng, chiều cao nó là 1 mét. Tại sao nó 6 tháng nó chiều cao 1 mét? Tại vì dòng F2 nó sẽ lùn liền đó, con bò lùn liền. Nhưng cái con bò này nó hay ở chỗ là nó là bốn chân tiền, là bốn chân trắng nè, đẹp ở chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái đầu nó là cái đầu như là con bò kem vậy đó anh em, đầu cục nè, mặt bự nha, thơm quá thơm rồi anh em ơi, không đường nào rẻ nó hết. Một con 19, một con 17, nói chung là em bán một cặp gì đó anh em là 36 triệu á. Thì anh em có nhu cầu thì alo với em ha. Một cặp bò chỉ có 36 triệu là quá rẻ luôn rồi, không còn đường gì nữa. Con bò này đít dai lưng là mình khỏi chê luôn anh em. Xương sóc anh em coi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn anh em. Thấy không? Bò này nói chung là hết hết rẻ được nữa rồi. Hết rẻ được nữa rồi anh em ơi. Thật tình mà nói luôn. Một cặp như thế này có 36 triệu anh em. Một con 19, một con 17. Con bò này cái lưng nó như cái tấm dáng vậy đó anh em. Anh em mua một cặp nó mới bán được nha anh em, tại em mua một cặp. Con này nó ăn đầu nó bự lắm. Em này thì thôi bò độ rồi, không nói nó được. Đây còn mấy con cái thì về em chốt hết cho sách này anh em. Con 14 triệu rưỡi, con ba mấy triệu. Anh em có nhu cầu thì đến trại của em hết anh em, Sài Bò Thanh Tính, địa chỉ là ấp Tư Thành Phú, Cầu Kè, Trà Vinh. Thông qua video thì em cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ trại em, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu thật sự anh em nào muốn mua thì alo tới em ha, thì em sẽ sẵn sàng tư vấn cho anh em. Còn những anh em nào mình có dự định á, thì chừng nào mình mua thì alo với em ha. Chắc cú nha anh em, tại vì nói chung là quan trọng, nếu thật sự mình muốn mua thì mình hãy điện, còn mình không thật sự muốn mua thì khoan hãy điện nha anh em. Tại vì em ít ở nhà lắm đó. Anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0389047298 hoặc 0901212338 đó. Thì em thì đi mua bò nhiều, ít ở nhà lắm đó. Anh em nào mà muốn cái gì đó thì cứ gọi qua thông qua hai số điện thoại đó hết anh em. Con bò 17 triệu anh em ơi, con nó ăn không tưởng luôn. Cỏ này em cắt đâu phải như cỏ anh, cỏ lá tre nè, rồi cỏ thuốc nam có luôn, đủ thứ cỏ luôn, lộn xộn cho nó ăn. Đây một cặp 36, con này 23 triệu rưỡi, con này 22 triệu rưỡi, con này 23 triệu, 23 hay là 23 năm gì đó quên rồi, 23 triệu anh em ơi, đúng rồi 23 triệu, để báo trên là kỳ lắm. Con này 18 năm, 23, em này bắt rồi. Do là đáng lý là không có báo giá đâu, nhưng mà nói chung là thôi cứ báo giá cho anh em đi, để mà anh em biết bán con bò mắc hay là rẻ. Với lại con bò mua bán cực khổ lắm chứ không phải là dễ đâu ha anh em. Chuẩn bị có chuyến đi Đồng Tháp, em xin chào anh em ha. Đồng Tháp An Giang ha.